thì đã giảm đi đáng kể, nhưng mà mật độ các phương tiện tham gia giao thông thì tiếp tục tăng lên. Chúng tôi có thông tin từ khu vực D Nguyễn Khoái qua cây xăng Lương Yên. Thính giả Văn Phương mất 30 phút rồi mà vẫn chưa thể đi tới được cây cầu Vĩnh Tuy. Đó là quanh khu vực từ ngã tư Nguyễn Khoái Trần Khát Chân này, qua ngã ba Nguyễn Khoái Lãng Yên, rồi khu vực Nguyễn Khoái Dốc Minh Khai để lên cây cầu Vĩnh Tuy, giao thông vẫn đang gặp rất là nhiều khó khăn. Đấy là hướng lên cầu, còn hướng mà từ cầu Vĩnh Tuy xuống Nguyễn Khoái xuống Minh Khai, thính giả Trần Lan cho biết là từ cầu Vĩnh Tuy về Minh Khai cũng đang có tình trạng ùn dài. Như vậy là phía chân cầu Vĩnh Tuy từ Nguyễn Khoái đi lên và chân cầu Vĩnh Tuy để đi xuống Minh Khai, giao thông đều đang có tình trạng khó khăn. Tiếp theo là lộ trình di chuyển được thính giả Văn Tam cập nhật, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn qua khu công nghiệp Quang Châu ùn dài hướng đi về Hà Nội. Cầu Hồ Bắc Ninh thì vẫn có tình trạng ùn tắc theo cả hai chiều, các bác tài nên tránh. Chia sẻ với thính giả Văn Đại, người vừa nhắn tin cho chúng tôi, cầu Hồ Bắc Ninh vẫn đang có tình trạng ùn tắc. Khu vực Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông, thính giả Hùng đang mắc kẹt tại đây gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Khu vực Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn. Tiếp theo là lộ trình di chuyển ở khu vực là tuyến đường Cầu Giấy, giao thông cũng đang có tình trạng ùn dài hướng về Mai Dịch. Bác Tài Quang vừa nhắn cho chúng tôi thông tin này, đó là Cầu Giấy giao thông có tình trạng ùn dài theo hướng xuôi về phía Mai Dịch. Cây cầu Thanh Trì hướng đi về trung tâm thì giao thông ổn định, đôi lúc mật độ cao nên các phương tiện di chuyển chậm một chút thôi, chứ không đến mức tắc ở cây cầu Thanh Trì đâu. Còn cầu Như Nguyệt thì thính giả Lưu Thắng chia sẻ là giao thông đang có tình trạng khó khăn ở khu vực cầu Như Nguyệt. Quốc lộ 5 phía Long Biên để dẫn lên cây cầu Vĩnh Tuy qua ngã tư Thạch Bàn, giao thông có tình trạng ùn dài. Quốc lộ 5 qua ngã tư Thạch Bàn, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ rất là chậm chạp. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút. Anh ơi, cứu em. Em phải tìm gạch, bàn ghế, đèn sân vườn ngoài trời cho mấy biệt thự cao cấp. Để đăng ký, cách gọi bấm 1313 00, mã nước, mã vùng, số điện. Đó, và sau cái màn gọi là không chặt gà gì hết, nhưng mà nhờ là bưng bê như thế mà rất là ấn tượng. Và sau đó là coi như là pameran internasional dan sebagainya. Profesi ini. Để thành lập các thị xã, đến năm 2030, quyết tâm xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc thành tỉnh phát triển. Phát triển cũng chỉ làm nghề đó, ở công ty giấy vở Hải Tiến. 13 vụ tai nạn và 6 trường hợp bị thương liên quan đến lỗi này. Phó cho biết, đợt triệu hồi lần này ảnh hưởng đến khoảng 350.000 xe Explorer ở Mỹ và 25.200 xe khác ở Canada. Tất cả đều được chế tạo tại nhà máy lắp ráp Chicago trong khoảng thời gian từ ngày 4 tháng 9 năm 2012 đến ngày 25 tháng 1 năm 2017. Nằm trong một phần của đợt triệu hồi, các đại lý sẽ chịu trách nhiệm về việc kiểm tra mô men xoắn của khớp bị trục chéo và thay thế nếu cần thiết. Ngày 5 tháng 11, chuỗi siêu thị Sainsbury cho biết họ sẽ đóng cửa vĩnh viễn các quầy bán thịt, cá và đồ nguội do nhu cầu giảm mạnh trong thời kỳ đại dịch. Ngoài ra, phía công ty hiện không có kế hoạch mở lại 120 cửa hàng đã dừng hoạt động kể từ đợt phong tỏa đầu tiên hồi tháng 3. Nay chỉ tháng thịt. Tại các quầy nông sản tươi sống, ở các siêu thị của Sainsbury có nguy cơ thất nghiệp. Trong tuyên bố giữa năm của mình, Sainsbury thông báo họ sẽ tìm kiếm vai trò thay thế cho các nhân viên bị cắt giảm. Ngoài ra, 300 trong số 570 cửa hàng Argos sẽ bị đóng cửa trong vòng 3 năm rưỡi tới. Đây là một phần trong kế hoạch đưa Argos vào mạng lưới siêu thị của Sainsbury. 200 chi nhánh tập trung mới sẽ thay thế cho các cửa hàng bị đóng cửa. Tuy nhiên, đội ngũ lao động của Sainsbury vẫn dự kiến tăng thêm 6.000 người vào cuối năm tài chính, sau khi công ty thuê thêm khoảng 29.000 nhân viên để đáp ứng nhu cầu giao hàng vào đầu năm nay, trong bối cảnh nước Anh phải phong tỏa vì dịch bệnh. Mặc dù doanh thu trên nền tảng kỹ thuật số tăng vọt 117% lên 5,8 tỷ bảng Anh, chiếm gần 40% tổng doanh thu, Sainsbury vẫn báo lỗ trước thuế 137 triệu bảng Anh trong 6 tháng, tính đến ngày 19 tháng 9. Kể từ ngày 5 tháng 11, nước Anh đã bắt đầu áp dụng trở lại các biện pháp phong tỏa trong vòng 1 tháng nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19 đang lây lan nhanh chóng. Việc Anh áp dụng trở lại các biện pháp phong tỏa có thể khiến nền kinh tế xứ sở sương mù phải đối mặt với nguy cơ suy thoái kép. Điều này được dự báo sẽ khiến các doanh nghiệp của Anh rơi vào tình trạng khó khăn và điều động. Từ ngày 5 tháng 11, tất cả các cửa hàng không thiết yếu, quán rượu và nhà hàng tại Anh sẽ phải đóng cửa trong 4 tuần, trừ những nơi bán đồ ăn mang đi. Dù lệnh phong tỏa lần này hạn chế hơn so với hồi tháng 3 và tháng 4, nhưng đây vẫn là đòn giáng mạnh vào nhiều doanh nghiệp,
chỉ vừa mới có dấu hiệu phục hồi sau lần phong tỏa thứ nhất. Dịch vụ khách hàng chiếm tới 80% doanh số của chúng tôi, chỉ 20% còn lại là từ các trung tâm chăm sóc, bệnh viện và trường học. Đây thực sự là một cú giáng mạnh. Tuy nhiên, một số chủ nhà hàng lại có phản ứng khá tích cực trước việc tái phong tỏa, khi cho biết đã có sự chuẩn bị tốt hơn so với hồi đầu năm. Chúng tôi thực sự đã chuẩn bị rất tốt cho lần này. Lần trước chúng tôi hoàn toàn bị bất ngờ và không thể phục vụ theo hình thức bán đồ ăn mang đi vì không có nhân viên. Nhưng giờ thì chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần đối với một đợt phong tỏa khác và hy vọng sẽ làm tốt hơn so với lần trước. Công ty cung cấp dữ liệu tài chính IHS Markit cảnh báo, kinh tế Anh đang đứng trước nguy cơ rơi vào suy thoái kép trong mùa đông năm nay, khi các khảo sát doanh nghiệp cho thấy tăng trưởng kinh tế gần như đã đình trệ trong tháng trước. Chính phủ Anh đã cam kết sẽ cung cấp nhiều sự trợ giúp hơn cho người lao động và người tự kinh doanh cho đến hết tháng 11. Chương trình hỗ trợ cho vay dành cho doanh nghiệp cũng sẽ được gia hạn cho tới hết tháng 1 năm sau. Chính phủ đã cam kết chi 200 tỷ bảng Anh cho các gói hỗ trợ kinh tế, một con số lớn đáng kinh ngạc. Nếu các biện pháp hỗ trợ được bổ sung trong thời gian tới, con số này sẽ còn tăng lên đáng kể. Dự kiến Ngân hàng Trung ương Anh sẽ công bố quyết định tăng mua trái phiếu thêm 100 tỷ bảng Anh để hỗ trợ nền kinh tế, đưa mục tiêu mua tài sản lên 845 tỷ bảng, gần gấp đôi mức mua vào đầu năm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhịp sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Hôm nay bạn đã chăm sóc sức khỏe. Hôm nay bạn đã chăm sóc sức khỏe. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Nhiều vấn đề nóng như các dự án chậm tiến độ của ngành công thương, giải quyết bài toán nhà